quay sát cái video. Thấy không? Khoanh này của mình là mình sẽ để trong vòng khoảng vài ngày nhé, vài ngày cho nó khô hẳn. Nhiều người chết người ta còn có thể để cho cái khi nào cái chỗ này nó sủi thì bắt đầu mới bó bầu, còn nếu không là không bó ngay nhá. Đây mình để nó khô ra. Người lưu ý là cái cắt trên này nó phải đấy nhá, miệng sạch đi. Cạo sạch cái lớp vỏ nha. Mọi người lưu ý nhờ cái vết cắt ở dưới này thì không cần nhẵn như vết ở trên này, bắt buộc phải nhẵn. Thank you.
xong rồi nhá. Các bạn ạ, sau một tuần nhé, sau một tuần là mình quanh vỏ, bóc hết vỏ này. Sau một tuần là mình để phơi khô. Hôm nay mình tiến hành bầu nhé, bầu đất này. Đây mình có dây rồi, cái này đất bầu. Đất bầu mình vừa trộn lúc nãy, đất chủ yếu là rơm, rơm mục cũng là mục là đất vườn. Đất xịn bây giờ cơ bản nó rơm được chặt cái vết dưới chưa? Chặt cái bên trên không cho nó nước nó thấm vào. Đi chặt luôn. Đấy, xong rồi. Bây giờ là chỉ đợi rễ nó ra thôi. Khi nào phải trắng hết rễ ở đây thì tức là đã thành công. Lúc đó nó chỉ việc cắt đi trồng. Tại sao mình hoa giấy dâm, mình dâm sống nhưng mình vẫn phải chiết? Bởi vì cái cây này mình đang làm nuôi cây gác cổng. Và cái cây này nó đang cao 6 mét. Cao vút lên cũng được. Để mình cho mọi người xem nhé. Kìa, cao vút lên. Đó, cao vút lên. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé.